Hello, xin chào các bạn đã đến với trung tâm điện lạnh Đức Hùng. Đây mình giới thiệu với các bạn con máy giặt Toshiba, model nó là A800 SV. Đấy, chưa cắm điện, nước cứ cấp liên tục các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi mình và xử lý với mình cho khách hàng. Đây là mình quay tại nhà khách hàng luôn cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn thấy video này thực sự hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm vào cái chuông để nhận được video mới nhất và để lại cho mình một comment và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem và anh em cùng tham khảo, đóng góp ý kiến cho kênh mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tất đi nước vẫn chảy. Quá van lại. Đây còn con nữa rồi các bạn. Đấy. Con này không biết làm sao. Đây là con Samsung này. Đấy, Samsung một tí phải trả nốt. Để kiểm tra con này. Trung tâm điện lạnh Đức Hùng nhận dạy nghề, kèm nghề, thợ phụ. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi ở dưới phần mô tả dưới cuối video. Các bạn liên hệ trực tiếp với mình hoặc các bạn để lại comment ở dưới video, mình sẽ liên lạc lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bậc thang 300 cho đo to hai đầu bậc cấp. Nước là cấp rồi nhé, tắt đi. Đấy, chúng ta tắt đi mất điện chúng tôi ngăn bật cầu.
sẽ tháo này ra thay. Thay vào cái van mới. Vít đây các bạn, là cái thân con van của con máy A800 này nó rất dài cho nên là phải chờ hãng thì lâu, cho nên là mình sẽ độ từ cái con van khác sang thay để cho khách hàng dùng luôn và giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Thì cái trong cái trường hợp này nó sẽ hỏng này, thân này không có này, cái van này giờ không mua đâu được, mình sẽ lấy cái này anh em nhé, lấy cái thân cái này thay sang cái này. Đấy. Trung tâm điện lạnh Đức Hùng nhận dạy nghề, kèm nghề. Anh em nào có nhu cầu muốn học nghề, kèm nghề thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi ở dưới hoặc qua Facebook. Các bạn để lại comment ở dưới và liên lạc với mình. Cảm ơn rất nhiều.
sửa này. Tháo cái này không ạ? Anh sẽ cho cái này vào đây. Đây này. Thank you.
nước chảy rất tốt rồi các bạn nhé. Ta sẽ tắt tắt đi. Đấy, bật tự hết. Hết nước. Đấy. Chuẩn chưa? Giờ mình bật lên cho các bạn xem này. Đấy, mở nhé. Khởi động này. Đấy. Tắt đi nha các bạn nha. Đấy, hết chưa? Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn xem video hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh và cho mình một comment, một chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.